Nghị sĩ Ukraine Maxim Budyansky cho biết, Mỹ đã không thực hiện lời hứa cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, khiến lực lượng vũ trang Ukraine gần như không có vũ khí. Ông Budyansky viết trên kênh Telegram của mình, nói cách khác, Mỹ đã bỏ rơi Ukraine một cách tàn nhẫn, khiến lực lượng vũ trang Ukraine chỉ còn một nửa vũ khí vào thời điểm tuyệt vọng nhất của cuộc xung đột. Một nửa những gì đã hứa, những tính toán và kế hoạch quân sự của chúng tôi là gì, làm thế nào để giải thích khi họ hứa và không thực hiện. Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Ukraine, USPP Anatoly Kinak cũng cho biết, Kiev nên chuẩn bị cho việc cắt giảm đáng kể hỗ trợ tài chính từ Washington sau khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, tạp chí The Economist của Anh đưa tin, ông Trump có thể đề xuất các cuộc đàm phán với Ukraine theo công thức Vance. Điều này đã gây lo ngại ở Kiev. The Economist dẫn các nguồn tin riêng cho biết, hiện có những lo ngại rằng đề xuất của ông Trump với Ukraine sẽ giống với những ý tưởng gần hơn với những ý tưởng do ông J.D. Vance, phó tổng thống tương lai đưa ra. Với tư cách là tác giả của các ghi chú tài liệu, điều này sẽ loại bỏ cơ hội gia nhập NATO của Ukraine và cũng sẽ cho phép Nga duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ được giải phóng. Ông J.D. Vance cho biết vào cuối tháng 10 rằng ông không muốn xảy ra xung đột với Nga và muốn đàm phán hòa bình về cuộc xung đột ở Ukraine với sự tham gia của Moscow. Trước đó, ông Vance cũng tuyên bố không ai tin rằng Kiev sẽ có thể quay trở lại đường biên giới năm 1991 với Nga, đồng thời gọi những kế hoạch này là vô lý. Bản thân ông Trump trong cuộc tranh luận với đối thủ Đảng Dân Chủ và Phó Tổng thống Kamala Harris trên ABC News, khi được người điều hành hỏi liệu ông có muốn Ukraine thắng hay không, đã nói rằng ông chỉ đơn giản muốn chấm dứt xung đột. Theo hãng tin Reuters, không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 46 trong số 110 máy bay không người lái UAV do Nga phóng trong đêm 11 tháng 11 và rạng sáng ngày 12 tháng 11. Không quân Ukraine còn tuyên bố 60 chiếc UAV của Nga đã bị hạ trong khu vực Ukraine và 2 chiếc đã bay về phía Belarus. Không quân Ukraine cáo buộc lực lượng Nga cũng đã sử dụng 3 tên lửa trong cuộc tấn công trong đêm 11 tháng 11 và rạng sáng 12 tháng 11, ngoài bom dẫn đường trên không. Cũng trong ngày 11 tháng 11, máy bay chiến thuật, máy bay tấn công không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự Ukraine, bao gồm một xưởng sản xuất linh kiện và một bãi thử tên lửa chiến thuật Sapsan. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tấn công các xưởng sản xuất và địa điểm lưu trữ, chuẩn bị phóng máy bay không người lái tấn công, kho vũ khí, kho nhiên liệu, một trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine và lực lượng quân sự cùng thiết bị quân sự tập trung của đối phương tại 142 khu vực. Trong khi đó, nhóm tác chiến phương Bắc của Nga đã đẩy lùi 6 cuộc phản công của Ukraine. Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Tây cũng đã khiến quân đội Ukraine mất 530 quân nhân trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử Kvetos và 2 kho đạn dược dã chiến của quân đội Ukraine. Hiện nay, Ukraine đang đối mặt với một mùa đông khó khăn khi cơ sở năng lượng của nước này bị tàn phá nghiêm trọng do các cuộc không kích của Nga. Ukraine trong thời gian gần đây đã liên tục kêu gọi phương Tây dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí tầm xa để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Giới chức Kiev tin rằng, với sự giúp đỡ đầy đủ từ phương Tây, Ukraine có thể gây ra những thất bại lớn cho Nga. Tuy nhiên, đề xuất này của Ukraine cho đến nay vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của phương Tây và lời đề nghị này cũng khiến cơ hội đối thoại giữa Nga và Ukraine ngày càng xa vời. Theo New York Times, dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết, quân đội Nga tập hợp khoảng 50.000 binh sĩ tại tỉnh Kursk để chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn. Theo quan chức Mỹ, Nga đã tập hợp binh sĩ mà không cần phải rút quân khỏi mặt trận phía đông Ukraine, cho phép Moscow gây sức ép lên nhiều mặt trận. Cập nhật mới đây về tình hình Kursk, kênh Riba cho biết, tại quận Suzda, cấu hình của mặt trận gần Novo Ivanovka đã được làm rõ. Lính dù Nga đổ bộ vào làng và đang chiến đấu ở vùng ngoại ô phía đông, tiến về phía Leonidovo. Ở phía bên kia của quận Suzda, lực lượng Moscow hoạt động tích cực hơn ở phía bắc Plekhovo với một nỗ lực vượt qua sông Persel. Cây cầu đã bị phá hủy trong quá trình giao tranh. Vì vậy, lực lượng đổ bộ phải vượt sang bờ bên kia con sông bằng thuyền, nơi họ bị hỏa lực Ukraine bắn phá. Thông tin từ đại đội Rugby thuộc lữ đoàn phòng thủ mặt đất độc lập số 129 của Ukraine cho biết đã đẩy lùi nỗ lực vượt sông Persel của quân đội Nga. Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Liên bang Nga cử binh sĩ dùng thuyền vượt sông mà không có sự hỗ trợ của xe bọc thép. Kết quả là lính Nga đổ bộ sang bờ bên kia ngay lập tức bị quân Ukraine tấn công. Máy bay không người lái đã hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh. Ngoài ra, nhiều chiếc FPV cũng đã được sử dụng để loại bỏ đối phương. Binh sĩ Nga ngay lập tức phải chạy theo các hướng khác nhau và cố gắng ẩn nấp dưới những bụi cây để tránh đòn tấn công từ máy bay không người lái.
Đại diện quân đội Ukraine cho biết, nhóm tấn công của Liên bang Nga đã bị loại khỏi vòng chiến khi vượt sông Pochel. Trong khi đó, tại quận Korenevo lân cận, các cuộc tấn công của lực lượng Kiev ở phía nam và phía đông Kremianoye bị đẩy lùi hàng ngày. Một đoàn xe cơ giới của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía nam khu định cư đã bị UAV điều khiển bằng sợi quang của Nga phá hủy, gồm ít nhất 3 xe bọc thép. Một chiếc UAV cùng loại đã tấn công xe tăng M1A1 Abrams khác của lực lượng vũ trang Ukraine ở Svedolikovo thuộc quận Sudza. Bên cạnh đó, một xe tăng khác cùng một xe bọc thép chở quân đã bị UAV Nga tấn công gần con đường xanh. Gần đây, ngày càng có nhiều cảnh quay hơn về các đoàn tập kích thành công. Điều này cho thấy việc sản xuất hàng loạt các hệ thống UAV điều khiển bằng sợi quang đã được Nga thiết lập. Theo China, tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở Donbass có nguy cơ vỡ trận trước đòn tấn công tổng lực của quân đội Nga những tháng vừa qua, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở miền đông Ukraine. Trong trận chiến tàn khốc này, 3.000 chiến binh tinh nhuệ của lữ đoàn xung kích Azov, những chiến binh nổi tiếng với khả năng kháng cự ngoan cường, cuối cùng đã bị đánh bại và chỉ huy hàng đầu của họ không may hy sinh. Tin tức này chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề vào lực lượng phòng thủ Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga tận dụng đà này tiến lên không ngừng cho đến khi chỉ còn cách biên giới tỉnh Dnipropetrovsk khoảng 17 km. Vùng đất chưa bao giờ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giao tranh này, giờ đây đang phải đối mặt với mối đe dọa chưa từng có từ quân đội Nga. Sự yên bình bị bao phủ trong mây mù xung đột. Ý định chiến lược của quân đội Nga rất rõ ràng và chắc chắn. Họ không chỉ củng cố kết quả ở Donbass, Zaporizhia, Kherson và những nơi khác, mà còn nhắm tới các khu vực quan trọng như sông Dnieper và Kharkov nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát. Các quan chức quân sự Ukraine cũng như các chuyên gia quốc tế dự đoán cuộc xung đột sẽ bước vào giai đoạn quan trọng trong những tháng tới vì cả hai bên đều cố gắng tạo thêm lợi thế về lãnh thổ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Đây là điều cần thiết vì ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ tìm ra giải pháp khép lại chiến sự và nếu kịch bản đàm phán xảy ra, bên nào có ưu thế hơn sẽ đạt được những điều khoản tốt hơn. Trong khi Kiev đang tập trung nguồn lực để tăng cường cuộc tấn công vào khu vực Kursk, thì hệ thống phòng thủ của nước này ở Donbass đang sụp đổ do thiếu hụt nhân lực và đạn dược. Hãng tin này lưu ý, các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công ở phía đông trong những tháng gần đây, nơi quân đội Ukraine không thể giữ vững phòng tuyến. Igor Moschuk, cựu thành viên của Verkhovna Rada, tức Quốc hội Ukraine, từng phục vụ trong tiểu đoàn Azov, đã sử dụng kinh nghiệm cá nhân và những hiểu biết sâu sắc của mình để công khai chỉ trích chính quyền của Tổng thống Zelensky trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ khu vực Dnipropetrovsk. Ông Igor Moschuk chỉ ra rằng các hệ thống công sự, trận địa phòng ngự ở Boskov, vốn được cho là thành trì cuối cùng do quân đội Ukraine nắm giữ ở Donbass trong nhiều năm, giờ đây lại tỏ ra vô cùng mong manh trước các loại bom phá của Nga. Theo Franz Stefan Gadi, một nhà phân tích quân sự và là thành viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London, Anh, vấn đề nhân lực đang khá nghiêm trọng ở Ukraine. Ông Gadi, người gần đây đã đến thăm Ukraine, nói với Financial Times rằng độ tuổi trung bình của quân nhân ở nhiều lữ đoàn đã trên 40 và dường như không có đủ quân tiếp viện đến tiền tuyến. Hơn 1 triệu người Ukraine đã đi nghĩa vụ quân sự kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào đầu năm 2022 và Kiev dự kiến sẽ có thêm 160.000 người nữa được huy động trong 3 tháng tới. Tuy nhiên, một nghị sĩ Ukraine trước đó cảnh báo rằng nước này có thể sẽ cần phải huy động thêm 500.000 tân binh trong thời gian tới, xét tới điều kiện thực tế. Theo hãng thông tấn TASS, chuyên gia Ruslan Kalinchuk, một thành viên của phong trào Ukraine và là thành viên hội đồng chuyên gia của phong trào nước Nga mạnh mẽ, lưu ý rằng Nga sẽ không đàm phán về Donbass và Novorossiya, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào trừ khi Nga nhượng bộ, vì ông ấy sẽ ngay lập tức bị lật đổ trong trường hợp như vậy. Nếu cuộc xung đột ở Ukraine ngưng lại, điều này sẽ chỉ mang lại cho Ukraine cơ hội nạp đạn và chiến đấu với Nga bằng sức mạnh mới sau này, một nhà phân tích chính trị người Nga đã bình luận về tương lai của cuộc khủng hoảng. Đề cập đến triển vọng đạt được thỏa thuận với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump về việc chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Kalinchuk lưu ý rằng ông Trump vẫn chưa công bố kế hoạch của mình. Theo chuyên gia Ruslan Kalinchuk, Nga muốn giữ an toàn cho diện tích của mình dọc theo toàn bộ biên giới. Ông nói, đó là lý do tại sao chúng tôi muốn phương Tây để Belarus và Moldova yên, ngừng quân sự hóa châu Âu, thiết lập các nước Baltic chống lại chúng tôi và tạo ra vấn đề cho chúng tôi ở Trung Á. Theo lời ông, Ukraine là vấn đề riêng của họ vì tình hình ở đó đã lên đến đỉnh điểm và cần có các biện pháp để giải quyết. Chuyên gia nói thêm, nhưng ông Trump có thể đề xuất gì trong bối cảnh này?
liệu họ có đồng ý từ bỏ kế hoạch xây dựng các nhà máy vũ khí ở châu Âu sau khi đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào đó không? Liệu họ có đồng ý bằng cách nào đó tính đến lợi ích của chúng tôi ở Trung Á, Moldova, các nước vùng Baltic không? Tôi không nghĩ vậy. Bên cạnh đó, cựu trợ lý Lầu Năm Góc Stephen Bryan viết trong một bài báo cho ấn phẩm Weapons and Strategy rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ chỉ có 3 lựa chọn trong cuộc xung đột với Nga nếu Mỹ không cấp cho Ukraine những khoản viện trợ mới trước lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Chuyên gia cảnh báo, nếu đề xuất được đưa ra và bị từ chối hoặc đơn giản là không được thông qua, ông Zelensky sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn ở Ukraine, hoặc đàm phán với người Nga, thất bại hoặc từ chức. Như ông Bryan đã chỉ ra, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden sẽ cố gắng thúc đẩy một gói viện trợ khác cho Ukraine thông qua Quốc hội Mỹ trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Trong khi đó, sĩ quan tình báo Mỹ đã nghỉ hưu Scott Ritter cho biết trên kênh YouTube Judging Freedom rằng ý nghĩ cho rằng chính quyền sau này của ông Donald Trump có thể đưa ra điều kiện cho Nga liên quan đến Ukraine là vô lý và chắc chắn sẽ thất bại. Bình luận về những suy đoán xung quanh kế hoạch được cho là của ông Donald Trump nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine, ông Ritter nói rằng giới truyền thông phương Tây đã bắt đầu dương đông kích Tây để khiến tình hình bất ổn. Trước những khó khăn hiện tại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì cuộc họp của Bộ Tư lệnh Tối cao. Tại đó đã ra quyết định cải thiện mạng lưới phòng không của đất nước và tăng số lượng các nhóm hỏa lực cơ động để chống lại máy bay không người lái của Nga.